Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn rất là đơn giản mà lại ngon, một món ăn chay được rất nhiều người yêu thích và mình cách làm thì rất là dễ dàng. Đó là cà tím sốt dầu hào. Ở đây mình đã chuẩn bị hai trái cà tím, một ít tỏi bằm, một ít rau thơm và gia vị đi kèm không thể thiếu được đó là dầu hào, hạt nêm, nước tương một và muối, bột ngọt, một tất cả những đồ mình dùng đều là đồ chay. Hôm nay mình sẽ nấu món chay. Đầu tiên đối với cà tím, mình sẽ lựa mua những cái trái cà tím mà nó có cái màu tím đậm thì để cho cà của mình được chắc và ngon. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cái món cà tím sốt dầu hào này nhé. Đầu tiên đối với cà tím, mình sẽ chuẩn bị một tô nước và mình cho vào một chút xíu muối. Mình cắt cà thành từng khúc như thế này. Rửa sạch cái cà và mình bỏ lên mình hấp nhé. Mình sẽ hấp cho cái cà của mình chín và trong thời gian hấp thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nước sốt. Nếu mà các bạn có lò vi sóng thì các bạn có thể cho cà tím của mình vào lò vi sóng mình quay nhé, mình không cần phải hấp. Đối với hai trái cà tím thì mình sẽ sử dụng khoảng một muỗng đầy dầu hào. Một muỗng rưỡi, muỗng này không được. Một muỗng nước tương. Đây là mình ăn nó hơi đậm đà một chút xíu á. Còn nếu mà các bạn mình làm để ăn cơm á, còn các bạn mà muốn nhạt hơn thì mình có thể gia giảm tùy theo khẩu vị nhé. 1/2 muỗng hạt nêm. Đây mình sử dụng một hạt nêm nấm và một chút xíu bột ngọt. Nếu các bạn không gia đình không ăn bột ngọt thì mình có thể thay thế bằng một chút xíu đường nhé. Và mình sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa cà phê nước ấm nữa. Mình hòa tan cái phần nước này đây. Khi mình hấp xong cà thì mình sẽ cho dầu ăn lên chảo. Mình sẽ cho khoảng 3-4 muỗng dầu ăn nhé. 3 muỗng. Và mình phi thơm cái tỏi của mình. Tỏi của mình vàng nó có mùi thơm rồi thì mình sẽ cho cái phần nước sốt mà mình đã chuẩn bị. Mình cho cắt vào hai quả ớt. Nếu mà gia đình nào mà các bạn ăn ớt thì các bạn có thể cho thêm ớt vào nhé. Đây mình cho vào cho cái sốt của mình nó thơm lên. Như này thì mình sẽ cho cà của mình vào. Thank you.
gà của mình hấp thì chỉ hấp tới như thế này thôi nhé. Các bạn không nên hấp quá chín thì cái gà của mình nó sẽ, khi mà nó mình rảo thì nó sẽ dễ bị nát ấy. Nhưng mà món này mình làm mà để ăn thì nó nát cũng rất là ngon, nó thấm cái dầu hào rất là thơm. Cái món này là một cái món ăn chay mà chay mặn đều dùng được, mà mình rất là tốt cho sức khỏe mà mình làm lại cực nhanh. Mình sẽ đậy lại trong vòng khoảng 1 phút để cho cái cà của mình nó ngấm cái xốp nhé. Đây, sau khi mình đậy được khoảng 1 phút thì cái cà của mình nó đã rất là thơm và nó ngấm đều cái gia vị cái xốp. Các bạn thấy cái màu rất là đẹp đúng không? Mà nó không hề bị nát nhé. Mình làm như thế này này, cái cà của mình nó chín mềm. Mình bóp như thế này là các bạn thấy là nó chín mềm mà nó rất là thấm gia vị mà nó lại không có bị nát. Mình sẽ cho cái phần hành lá vào nhé. Hành lá và cái lá này là lá húng quế. Cái cà tím này thì mình cho cái lá húng này vào thì rất là thơm. Mình trộn và mình tắt bếp thôi. Vậy là rất là nhanh gọn, mình đã có một cái món ăn với cơm. Món này thì ăn rất là bắt cơm luôn á. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhé. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một món ăn rất là ngon mà lại đơn giản, cái cách chế biến rất là đơn giản. Mình chỉ cần mình để ý một chút xíu thôi thì mình đã có những cái món ăn ngon cho những cái bữa cơm của mình rồi. Các bạn thấy này, cà của mình nó không hề bị nát mà nó chín mềm, nó thấm đều cái gia vị ở bên trong á, nên là thơm lừng à. Nên là các bạn có thể làm để mình đổi món cho gia đình nhé. Có những cái món chay ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Nên là các bạn hãy vào bếp và thực hiện cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Video thực hiện cái món cà tím sốt dầu hào của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì mình mời các bạn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.